Giới thiệu với các bạn cái mẫu cầu xích loại ngắn nhé. Thì em có hàng về loại 70, 80, 90. À, loại 70 này thì các bạn lắp bánh nên nó phủ bì nó sẽ ra khoảng 76 đến 78 nhé. Cái này chế xe 3 bánh cho người già đi cũng rất là hợp lý. Đây, dù sử dụng xích xe máy nha, cái này thì xích đôi. Tuy nhiên thì các bạn lắp xích đơn vào cũng được, không vấn đề gì cả. Sau này nó mòn thì mình đảo mặt nhông thôi. Cái nhông này thì nó có một cái rất là hay này. Khi các bạn mòn, các bạn thay thế thì nó chỉ cần tháo ốc này ra và bỏ hai lửa ra là được. Đấy, thì rất là đầy đủ như này. Cái chi tiết liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Đây, cái đường kính tăm bua 160 này.